Hello mọi người, vậy là chưa đầy 10 ngày nữa thôi là đến Trung Thu rồi đấy. Mọi người đã có kế hoạch gì chưa? Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người tới một địa điểm siêu đẹp ở Hà Nội mà không phải ai cũng biết đâu nha. Ở đây có một căn nhà bé xinh xinh được thiết kế theo kiểu Trung Quốc ngày xưa ấy. Xung quanh đó là vườn hoa này và có thêm một cái cây phong màu vàng nữa. Ôi, cảm giác như ở trong phim ấy. Mình có một cô bạn rất là thích ăn bánh Trung Thu, thế nên là mỗi dịp Trung Thu mình lại phải tặng bánh cho cậu ấy. Mà phải là bánh nhân thập cẩm mới chịu nha. Năm nay mình quyết định sẽ không tặng bánh Trung Thu cho cậu ấy nữa mà sẽ tặng cho bạn ấy một bộ ảnh Trung Thu siêu xinh luôn ấy. Mình có chuẩn bị thêm đèn ông sao và một số đạo cụ khác để cho bộ ảnh đậm chất Trung Thu nè. Tất cả đều là đồ chơi truyền thống của ngày Trung Thu ấy. Còn đây là vẻ mặt nũng nịu vẫn đòi ăn bánh Trung Thu này mọi người ơi.